Xin chào 500 anh em nha. Và ngày hôm nay Sơn sẽ review cho các bạn một cái dự án hoàn toàn mới. Và Sơn tin chắc rằng đây là một dự án mà sắp tới nó sẽ rất là rầm rộ và nhiều anh em biết đến. Nên nếu như bạn bỏ lỡ cái dự án này thì có thể là bạn sẽ mất khá nhiều đấy. Và đây là một dự án mà mình cũng mới làm nó khoảng 1 tiếng thôi. Thì bây giờ đang có khoảng 24 đô la và chờ duyệt rồi. Thì mình cũng đã liên hệ với admin để trong buổi tối hôm nay hoặc ngày mai thì mình sẽ được rút cái số tiền này về. Và mình sẽ làm một cái video chi tiết về cái cách rút về cho anh em cách làm. Thì trong video bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mình triển khai cái dự án mới này nó như thế nào và phát triển như thế nào ra làm sao để mình có thể kiếm được vài chục triệu, hàng trăm triệu một tháng từ cái ứng dụng này nha. Đó, thì trước đây thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều những dự án thành công và cho nhiều anh em tạo được cái thu nhập cao ở trên internet rồi. Nếu như bạn thường xuyên coi và theo dõi những cái video trên YouTube của Sơn hoặc là trong cái group của Sơn mà Sơn có để lại đường link phía bên dưới video mô tả ở phần phía bên dưới này, thì các bạn cũng đã nhìn thấy được những cái bài post của học viên, của những người mà đã làm theo những hướng dẫn của Sơn và ra được kết quả thu nhập 1.000 đô, 2.000 đô hay là 50 triệu hay 100 triệu là hoàn toàn có nha các bạn. Đó, thì các bạn hãy tìm hiểu thêm những cái video trước đây của Sơn. Đó, Sơn có tổng hợp lại này. Đó là một cái chuỗi bằng chứng những cái video mà Sơn đã rút được tiền về thành công về những cái dự án mà Sơn đã review trước đó, hoặc là bạn cũng có thể theo dõi từ trong cái group mà Sơn có để lại ở đường link bên dưới rồi đó. Thì rất là nhiều những bằng chứng đã tạo được kết quả thu nhập có thật rồi nha các bạn. Và cái Tam Modo này thì mình mới làm được đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi và hiện tại mình đang được 24 đô la và chờ duyệt rồi. Buổi tối ngày hôm nay nếu như mà rút được về thì mình sẽ chia sẻ nó cho các bạn. Và bây giờ thì mình cũng sẽ nói sơ nét qua về cái này. Và cái trình duyệt ở đây á, nếu như bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký ở đường link phía bên dưới video, ngay ở phía bên dưới thì mình có để lại đường link. Các bạn đăng ký qua đó và sau đó bạn nào đăng ký thành công rồi, các bạn nó comment phía bên dưới để mình biết và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, những cái bạn đã đăng ký qua qua đường link của mình nhá. Đây, xin chia sẻ với các bạn, khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản này thông qua đường link của mình á, thì các bạn sẽ được 0,25 đô la trên một lần đăng ký. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có một cái đường link affiliate của riêng các bạn. À, bạn giới thiệu cho một người thì các bạn sẽ được 0,25 đô. Và cái điều này nó rất là hay, nó giống như CoinSpeed đấy các bạn. Đó, CoinSpeed thì nó có 3 tầng thu nhập và đây cũng là một cái dự án mà mình đã rút được tiền về thành công nha các bạn. Mặc dù mình không có dành ra quá nhiều thời gian để cho nó phát triển nhưng mà mình cũng đã làm được và mình đã rút được về 20 triệu đồng và mình đã làm ở đây. Đó, mọi thứ là mình quay lại video một cách rất minh bạch cho các bạn. Thì cái dự án CoinSpeed đó, nó chỉ có 3 tầng thu nhập thôi. Còn các bạn hãy xem ở đây, đối với cái dự án mà mình đang review đó, thì hiện tại nó có 7 cấp độ, 7 tầng thu nhập. Tức là bạn giới thiệu cho một người nhưng mà cái người ở phía bên dưới các bạn giới thiệu thì họ cũng có thu nhập và bạn cũng có thu nhập của họ nữa và liên quan tới 7 tầng. Đó, và nó trả thưởng theo là affiliate theo dạng đa cấp. Tuy nhiên rằng là cái này bạn không cần phải đầu tư tiền, bạn có thể bắt đầu với cả không vốn, không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng tiền nào. Và Tamodo ở đây á, nó là một cái sàn, nó giống như thương mại điện tử các bạn, nó có rất là nhiều những sản phẩm khác ở trong đó. Tuy nhiên thì mình sẽ review về cái chiến lược này sau. Mình sẽ nói đầu tiên đó là khi mà các bạn giới thiệu được cái tầng referral á, thì các bạn sẽ được 0,25 đô ở phía bên dưới. Đây thì cho các bạn xem cái vừa mình mới làm thôi đó, thì những cái người mà mình đã giới thiệu được á, thì nó sẽ thể hiện ở đây và cứ mỗi một người giới thiệu như vậy thì mình có 0,25 đô. Giả sử đi bây giờ mình chỉ cần giới thiệu được có khoảng 10 người trực tiếp thôi, nhưng cứ ở những người phía bên dưới của mình họ tiếp tục giới thiệu nữa thì cái số lượng người phía bên dưới nó lên một con số khủng khiếp đó các bạn. Nên các bạn hãy chú ý với cái điều này nha. 7 tầng là một cái hình thức trả thưởng rất là cao đó, và mình có khả năng, mình tin chắc rằng đây là một trong những dự án mà đầu năm 2020 mà hot rất là tuyệt vời. Nên các bạn hãy đăng ký đường link phía bên dưới, mặc dù bởi vì các bạn dù sao các bạn cũng không có mất cái số tiền bạn bắt đầu hay không phải đầu tư gì hết. Bạn hãy nhớ nha, trên kênh YouTube của Sơn thì từ trước giờ Sơn không có bắt hoặc là Sơn đã đưa ra cho các bạn một cái lời khuyên để các bạn phải đầu tư hay bạn mất tiền đó. Những cái hình thức mà Sơn đang chia sẻ từ trước giờ hoàn toàn 100% đều là các bạn đã không cần phải bỏ vốn để bắt đầu, các bạn cần phải bỏ ra công sức và thời gian. Ok, thì đầu tiên nó mình sẽ chia sẻ với các bạn như vậy. Và cái hình thức này thì nó rút tiền như thế nào đây? Các bạn hoàn toàn có thể rút được tiền về trong cái phần là chi tiết thanh toán ở đây này các bạn. Nó sẽ rút được tiền qua hình thức là PayPal, Bitcoin hoặc là qua ngân hàng địa phương nha các bạn. Đây, mình sẽ bấm vào cái phần là phương thức thanh toán cho các bạn nhìn này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể rút được về Bitcoin, PayPal hoặc là những hình thức khác, Moneybooker chẳng hạn. Đó, và cái min rút tối thiểu của nó là 10 đô nhá. Đó, thì trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách làm sao đó để các bạn có thể tạo được hàng nghìn đô la thu nhập từ cái một cái dự án mới này. Ok,
Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn đăng ký một cái tài khoản như thế nào. Các bạn đã nhìn lên phía trên màn hình này đây này, các bạn sẽ có một cái đường link, đây là đường link affiliate giới thiệu của các bạn nhé. Sau đó các bạn copy cái đường link này, các bạn copy đường link này và các bạn sẽ gửi cho người khác. Giả sử đi, bây giờ mình sẽ đăng ký thử một cái tài khoản để cho các bạn hình dung, mình sẽ demo cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dán cái đường link giới thiệu của mình ở phía bên dưới vừa nãy. Sau đó thì mình sẽ chọn một cái mục là sign up free ở đây. Đó là mình đăng ký miễn phí, các bạn hoàn toàn có thể đăng ký bằng điện thoại di động, smartphone của các bạn cũng được. Còn ở đây là mình đang đăng ký bằng cái máy tính của mình và để giao diện cho nó dễ hơn. Ở phần username này các bạn sử dụng email của bạn và email là email hoàn toàn thật nhé. First name đây là bạn đã chọn, đó là tên của các bạn, và last name đó là họ và tên. Sau đó là các bạn chọn quốc gia và cuối cùng là bạn chọn agree và chọn vào sign up. Thì đây là mình sẽ điền cái thông tin của mình vào nhé các bạn. Và các bạn lưu ý này, tuyệt đối ở đây là mình không có cheat hoặc là mình hack nha. Mình sẽ đưa cho các bạn một lời khuyên, đây là các bạn không có sử dụng những cái hình thức như vậy. Bởi vì khi mà các bạn làm như vậy á, thì nó sẽ không được lâu dài và thậm chí sau này các bạn không rút được tiền. Những hình thức mà Sơn chia sẻ với các bạn từ trước giờ 100%, đó là các bạn đó, là đi theo đường chính đạo nha. Và mình sẽ ra một chuỗi những cái video hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tuyển được referral và các bạn kiếm được hàng nghìn đô la thu nhập. Nếu như các bạn theo dõi những video tiếp theo, đó, bây giờ nhá. Các bạn hãy xem này, các bạn đã chọn username và email của bạn thì ở đây là mình sẽ điền cái thông tin của mình vào cho các bạn. Các bạn cũng có thể là dừng cái video này lại và sau đó các bạn đăng ký đường link ở mô tả phía bên dưới video theo cái sự hướng dẫn của mình nha. Ok. Sau khi mà các bạn đã điền tất cả thông tin xong rồi thì bây giờ các bạn chọn một cái mục là sign up ở đây. Đó là phần đăng ký nha các bạn. Đó. Thì nó sẽ báo cho các bạn là các bạn đã đăng ký thành công. Bây giờ cái việc tiếp theo của các bạn đó là các bạn cần phải vào email để các bạn check email nha các bạn ha. Như trên màn hình của Sơn đang chia sẻ với các bạn đó, thì cái email mà Sơn đã nhận được đâu đó sau khoảng 15 giây thì Sơn đã nhận được cái thông tin ở đây, và sau đó bạn bấm vào phần là click this link to set password, có nghĩa là bạn nó bấm vào đó để các bạn nó điền cái thông tin mật khẩu của các bạn vào nha các bạn ha. Giao diện tiếp theo nó sẽ nhảy ra một cái cửa sổ ở đây, đó là bạn hãy điền cái mật khẩu của bạn vào và nhập lại mật khẩu một lần nữa, sau đó thì các bạn nó điền vào cái số mã code ở đây mà họ đã đưa sẵn cho các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào là set password and login ở đây. Bây giờ Sơn sẽ chọn vào phần là set password and login. Sau đó thì nó sẽ chuyển cho các bạn nó đến cái phần giao diện để đăng nhập nha các bạn. Thì bây giờ là Sơn sẽ nhập lại cái email của mình vào, đó là username, và sau đó là Sơn sẽ nhập password. Và các bạn nhớ chọn ngôn ngữ ở đây này. Chọn ngôn ngữ ở đây là tiếng Việt nha các bạn, thì nó sẽ có cái giao diện tiếng Việt cho các bạn ha. Tiếp tục là mình chọn vào mục Login. Tất cả các bước đăng nhập thì nó cũng khá là dễ dàng và đơn giản nha các bạn. Dường như tất cả thao tác ở đây thì mình làm trong khoảng 3 phút là xong, hoàn thiện hết tất cả rồi. Và khi mà các bạn đã đăng ký xong tài khoản đó, thì bạn nhìn lên phía trên này này, bạn sẽ có cái đường link giới thiệu của các bạn. Đó, bạn hãy nhớ là đây chính là cái đường link giới thiệu độc nhất của các bạn và mỗi người chỉ có một đường link giới thiệu thôi. Và trong cái phần tiếp theo đây các bạn đã nán lại video, bởi vì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, chỉ cho các bạn cái cách làm để các bạn đã tuyển được referral như thế nào cho hiệu quả nha các bạn ha. Đây, cái mục đầu tiên mà bạn cần phải làm đó là các bạn cần phải vào là thông tin cá nhân, để bạn đã chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản của mình đi. Các bạn đã điền tên, họ tên của các bạn vào nếu các bạn thấy nó chưa chính xác nha. Đó, tiếp tục là bạn chọn vào phần là chi tiết thanh toán ở đây này. Đó, thì cái phần chi tiết thanh toán ở đây thì các bạn có thể là chọn thanh toán có Bitcoin, PayPal hoặc là hình thức nào trong đó. Ví dụ giả sử đây mình chọn qua hình thức là PayPal thì mình sẽ phải điền cái email mà mình đã đăng ký tài khoản PayPal trước rồi vào đây, thì sau này mình sẽ bấm vào lưu và sau đó nó sẽ tự động nó chuyển tiền cho các bạn nếu như khi mà các bạn đủ được min rút là 10 đô nha các bạn. Đó. Tiếp theo này, chia sẻ cho các bạn đây, mình sẽ mở ra cái giao diện mà hiện tại cái tài khoản chính của mình đang có để các bạn nó dễ dàng các bạn hình dung và các bạn nó nhìn thấy được cái mà mình đang làm. Ok, ở đây nhá, các bạn hãy chọn là phần là trang chủ. Khi mà các bạn vào mục trang chủ ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện tất cả trong cái phần màn hình ở đây. Đó là bạn sẽ nhìn thấy được là số tiền mà các bạn đang được có và các bạn sẽ chờ duyệt. Giả sử bây giờ mình sẽ refresh đi, xem là trong vòng vài phút như vậy mình sẽ thêm được bao nhiêu đô la rồi. Ok, thì trong cái phần chờ đợi ở đây mình sẽ cho các bạn nhìn thấy ở đây này. Đó là chương trình này họ nói rõ cho các bạn là họ sẽ trả thưởng cho các bạn là qua 7 tầng và cứ mỗi một cái người giới thiệu như vậy các bạn sẽ được 0,25 đô la đó, cho một cái thành viên trong hệ thống 7 cấp của các bạn nha. Bạn hãy nhớ là từ phía trên của các bạn, những ai mà họ đăng ký thì các bạn cũng sẽ được 0,25 đô.
Đó, và đây là một cái thu nhập rất là cao. Đó, và cái video chính sách đó, thì mình sẽ hẹn cho các bạn đó, vào trong cái video tiếp theo. Bây giờ các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản thành công thôi. Đấy, thưa các bạn này, các bạn nhìn đây. Vừa nãy thì mình refresh xong đó, thì bây giờ là mình đã có khoảng 28 đô rồi nhá. Chỉ trong vài phút thôi, trong tích tắc thôi, mình đã tạo được cái thu nhập rất là nhanh rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm vào phần hoa hồng đây này, cho các bạn show, cho các bạn nhìn thấy này, thì mình sẽ nhìn thấy được tất cả những cái người mà họ đã đăng ký thông qua cái đường link của mình, và nó cũng sẽ hiện ra đây là cái tầng nào. Ví dụ giả sử đây là tầng 3, tầng 2, tầng 3, tầng 2, tầng 4, hoặc là giới thiệu, đây chính là cái giới thiệu trực tiếp của mình, chính là họ đã đăng ký thông qua đường link giới thiệu trực tiếp của mình thì sẽ nó có phần giới thiệu. Còn ví dụ ở đây là cái người này đã giới thiệu tới tầng số 7 rồi đó, thì mình sẽ được là thu nhập 7 tầng liên tiếp nha các bạn. Đó, hoặc là các bạn cũng có phải bấm vào cái phần là sub affiliate list ở đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy được tất cả những cái người mà họ đã đăng ký thông qua cái đường link giới thiệu liên kết của bạn rồi, và nó sẽ ra được cái thông tin cơ bản nhất của họ. Hoặc là bạn cũng có thể là chọn vào cái phần là kênh sub affiliate này, thì bạn nó không những nhìn thấy được những cái người đăng ký thông qua link trực tiếp của bạn, mà các bạn sẽ nhìn thấy được những cái người đăng ký thông qua đường link gián tiếp, tức là thông qua người giới thiệu ở phía bên dưới của bạn. Thì mình đang có khoảng 125 người thôi, mặc dù mình mới làm được một tiếng nha các bạn, mới làm được một tiếng thôi. Thì trong cái phần tiếp theo đây, các bạn nán lại để mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn là cái cách nào để các bạn có thể phát triển được referral lên. Đầu tiên các bạn hãy nhớ này, bạn sẽ có một cái đường link giới thiệu đây. Thì khi mà các bạn có đường link giới thiệu này thì các bạn có thể tuyển được referral từ những cái nhóm về MMO, những cái nhóm về kiếm tiền online, hoặc là bà mẹ bỉm sữa đó, hoặc là những cái người mà sinh viên kiếm tiền thêm chẳng hạn. Ví dụ như vậy, các bạn có thể vào trong group đó, các bạn đăng một cái bài viết. Bài viết nó sẽ giống như cái tựa đề giống như của mình ở đây này, các bạn hãy tham khảo nhé. Đây các bạn ơi, giả sử đây là cái bài viết của mình. Mình nói đây là một kèo affiliate mới và anh em đăng ký thành công thì comment phía bên dưới, sau này sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của mình. Và tiếp theo là link đăng ký, thì bạn nhớ này, link đăng ký thì bạn đừng có copy cái link của mình, mà các bạn nhớ copy link riêng của các bạn nha, thì các bạn mới có được cái tiền referral, tiền affiliate hoa hồng của các bạn ha. Đó, thì các bạn hãy chú ý cái phần này. Đó, sau khi mà các bạn đã hướng dẫn người khác đăng ký thông qua đường link của các bạn rồi, các bạn nhớ đổi cái đường link của bạn đi nha. Đó, nhớ cái đường link của bạn này, ở đây cũng là cái đường link giới thiệu này, ở đây cũng là đường link giới thiệu này. Thì khi mà các bạn đã cho họ đăng ký thành công xong rồi á, thì các bạn có thể quay lại cái video này, các bạn copy cái đường link video và sau đó gửi cho họ xem để họ có thể làm được chi tiết hơn. Đó, các bạn nhớ này, sau khi họ đã đăng ký thông qua link của các bạn rồi á, thì các bạn mới gửi video của mình, của Sơn á, các bạn mới gửi video của Sơn cho họ xem, thì họ sẽ biết được cách làm, được chưa? Đây này, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy đường link video nhé. Giả sử đi, bây giờ các bạn nó đang online bằng cái trình duyệt trên YouTube hoặc là Chrome, Cốc Cốc gì đó bất kỳ, thì các bạn đã chọn ở phía bên phía trên này, các bạn sẽ nhìn thấy đường link video, thì các bạn bấm vào phần sao chép, sau đó các bạn nó gửi cho họ video tiếp theo đó, thì họ sẽ nhìn thấy cái đường link đó và họ bấm vào video họ xem. Hoặc là các bạn nó vào bằng điện thoại, các bạn có phải chọn vào cái mục chia sẻ ở đây này, sau đó các bạn copy cái đường link, các bạn nó dán, bạn gửi cho họ xem đó. Thì bây giờ mình sẽ nói thông qua cái bước này để các bạn có thể dễ dàng hình dung nhé. Cứ bây giờ để các bạn bắt đầu với cái hình thức là cái này, nó tên là Tamodo đúng không ạ? Tamodo. Để bắt đầu với Tamodo á, thì bây giờ là bước số 1. Đó. Bước 1. Đăng ký tài khoản qua link. Thì cái link này á, các bạn hãy nhớ đây là link của bạn nha. Link giới thiệu của bạn. Và sau khi á, sau khi mà họ đã đăng ký xong rồi á, thì lúc này á, bạn mới quay ra, các bạn đã copy cái đường link video của Sơn, copy link video của Sơn PS gửi để họ xem chi tiết cách làm. Và các bạn nhớ này, về sau này á, thì Sơn sẽ làm một series luôn để hướng dẫn phát triển hệ thống kiếm tiền, rút tiền, vân vân và mây mây. Đó, thì Sơn sẽ làm hết tất cả một chuỗi như vậy. Thì các bạn nhớ này, cái phần là quan trọng nhất đó là đăng ký đường link của các bạn thôi. Còn cái phần tiếp theo thì Sơn sẽ hướng dẫn, Sơn sẽ giúp cho các bạn phát triển hệ thống lên. Cái việc của các bạn, bạn chỉ cần nó tìm được khoảng 5 người đầu tiên thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn nó xem thử một cái bài toán tạo được thu nhập nó sẽ khủng khiếp như thế nào nếu như bây giờ các bạn nó phát triển được 7 tầng hệ thống nha các bạn. Ở phần này mình có làm cho các bạn nó thử một cái
bảng tính để các bạn có thể dễ hình dung được. Cái phần level đây tức là 7 cái tầng thu nhập mà các bạn sẽ có được nhá. Rồi giả sử đi, bây giờ cái tầng đầu tiên các bạn chỉ cần chia sẻ được cho 5 người thôi. Thì theo như các bạn này, bây giờ chia sẻ cho 5 người thì dễ hay là rất dễ ạ? Thì mình đã nói với các bạn là các bạn chỉ cần chia sẻ cho những người xung quanh của các bạn thôi. Sau đó các bạn hướng dẫn cho họ coi cái video clip của Sơn và sau đó họ tiếp tục họ làm tiếp thì nó đã quá kinh khủng rồi. Rồi nhá. Thì bây giờ cứ thu nhập trên một người đây á, mỗi người là 0,25 đô. Thì tất cả những người mà bạn giới thiệu được á, đều là 0,25 đô trong 7 tầng, nên ở đây là mình copy và mình kéo sang bên dưới. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tính ở phần tổng thu nhập phía bên này. Chút nữa mình sẽ lấy cái phần số member người phía bên dưới của bạn và nhân lên với cái tổng thu nhập thì sẽ ra được tổng thu nhập của bạn nhá. Rồi, ở đây này, giả sử đi cứ một người thì sẽ chia sẻ được cho 5 người. Thì có phải là 5 nhân với cả 5 là nó sẽ ra là con số 25 đúng không các bạn? Rồi thì bây giờ mình sẽ tính được cái phần tổng thu nhập đây này, mình sẽ bằng nó và mình lấy 5 và nhân lên với cả 0,25. Thì các bạn nhớ ở đây là tiền tệ, đây là tiền tệ là đô la nha các bạn. Chút nữa thì mình sẽ quy đổi nó ra thành tiền tệ là Việt Nam đồng để xem rằng mình sẽ tạo được thu nhập là bao nhiêu tiền. Rồi, ở tầng số 2 này mình được 6,25 đô. Và cứ tiếp tục theo công thức này thì mình sẽ lấy là cái ở tầng số 2 và mình nhân lên với cả 5, có nghĩa là cứ mỗi một người sẽ chia sẻ được cho 5 người. Và sau đó thì mình sẽ copy và mình sẽ kéo xuống bên dưới. Thì cái tầng số 7 đây là mình sẽ có 78.125 người nha các bạn nhá. Rồi, nếu như các bạn nó thông minh về con số, các bạn hiểu về cách mà Sơn tính á, thì nó rất là dễ để hiểu đúng không nào. Rồi, quan trọng này thì mình sẽ tính được cái phần thu nhập để cho các bạn nắm được này. Đây này, mình sẽ kéo xuống này. Giả sử bây giờ các bạn có 125 người phía bên dưới và ở đây họ đều được duyệt hết, và cứ mỗi một người bạn giới thiệu được thì các bạn sẽ được 0,25 đô. Thì tầng số 3 bạn đã có 31,25 đô rồi. Và đây chính xác là cái cách mà Sơn nó tạo được thu nhập. Mặc dù á, Sơn mới review cái này đâu đó khoảng 1 tiếng gần đây thôi. Và mình chưa có đăng một cái video lên kênh YouTube thì đã có được rất là nhiều đăng ký rồi. Và hiện tại Sơn đang được 32,25 đô. Được chưa? 32,5 đô theo đúng theo cái tầng số 3 ở đây. Mà Sơn đang refresh nãy giờ nha. Ban đầu là Sơn được có 24 đô thôi nha các bạn. Rồi sau đó thì bây giờ Sơn đã kéo xuống. Nếu mà 625 người thì mình sẽ được bao nhiêu tiền đây? Thì lúc này mình sẽ được 156 đô. Đó, mà mới bắt đầu là chỉ có 5 người đầu tiên từ các bạn giới thiệu thôi. Thì 5 người giới thiệu là nó rất là dễ rồi. Nhưng các bạn nhớ này, khi mà các bạn đã giới thiệu được họ đăng ký thông qua cái đường link của các bạn rồi, thì các bạn đã nhớ quay trở lại cái video của Sơn. Bạn đã gửi cho họ cái link video để họ biết được cái cách làm. Hay là những cái video tiếp theo Sơn sẽ làm ra một series hướng dẫn, thì các bạn đã gửi qua video của Sơn thì họ biết cách làm. Thì đây chính xác là cái cách để các bạn tuyển được referral dễ dàng nhất nhá. Rồi, hoặc là cách số 2 này mình gợi ý cho các bạn, các bạn có thể lên trên kênh YouTube, các bạn search cái từ khóa là Sơn PS cách tuyển rep. Sơn PS cách tuyển rep thì các bạn sẽ thấy được rất là nhiều những cái video mà mình đã có nói về cái cách để tuyển được hàng trăm referral trực tiếp mỗi một ngày như thế nào. Thì các bạn coi cái video này, đây là video mới nhất của mình. Còn video ở đây là mình đã quay cách đây 3 năm rồi. Thì video này là 4 tháng trước đây thì nó vẫn còn rất là hiệu quả. Các bạn làm theo cái cách này đi, mình chỉ cho các bạn. Nó rất là hiệu quả nha, các bạn sẽ tạo được thu nhập rất là lớn. Rồi, thì bây giờ mình cứ kéo xuống, mình sẽ xem được cái tầng số 7 cuối cùng là mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nha các bạn. Rồi, tổng số tiền mà các bạn sẽ kiếm được ở đây đó là 19.531 đô ở tầng phía bên dưới cuối cùng. Đây, mình sẽ tính cái hàng sum để mình cộng lại hết tất cả xem mình sẽ tạo được thu nhập bao nhiêu tiền nào. Tổng số tiền mà các bạn đã tạo ra được ở đây, mình sẽ chuyển nó thành cái định dạng, các bạn sẽ dễ dàng các bạn nhìn thấy nó hơn. Đó, các bạn sẽ tạo ra được là 24.414 đô la. 24.414 đô la bắt đầu từ 5 người đầu tiên. Nếu như các bạn nó bắt đầu và làm theo đúng công thức của mình đã chia sẻ. Và video này mới chỉ là video số 1 thôi và mình chưa có hướng dẫn cho các bạn tạo được thu nhập affiliate từ cái này nữa. Thì cái Tamodo ở đây á, nó còn kiếm được tiền thông qua là cái chương trình bán hàng tiếp thị liên kết của nó, giống như Clickbank, Amazon, Arelo, Tiki, Lazada, Shopee. Thì nó giống như vậy, nhưng các bạn sẽ được cái tiền hoa hồng từ những cái thành viên phía bên dưới của họ, của bạn nữa. Các bạn sẽ tạo được thu nhập ở đây. Rồi, nếu mà cái tiền này mà nó quy đổi ra tiền Việt Nam đồng đi thì sẽ là bao nhiêu tiền đây? Mình sẽ lấy cái dấu bằng đây, mình nhân nó với cả mệnh giá là 23.000 Việt Nam đồng. 1 đô la thì bằng 23.000 đúng không các bạn? Thì tổng cái số tiền mà các bạn sẽ kiếm được là 563.516.250 đồng. Đó, và nếu như bạn còn đang nghĩ rằng kiếm được con số 500 triệu là cái việc mơ hồ, ảo tưởng hoặc là không có thật, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm lại những cái bằng chứng trước đây mà Sơn đã quay lại bằng video, hoặc là có những học viên đã review
về những cái kết quả làm được trong cái group ở đây hoặc là trên cái kênh YouTube mà Sơn đã chia sẻ trước đó. Đó, mình chia sẻ với các bạn ở đây một điều, đó là các bạn sẽ không có mất điều gì hết. Bạn không có mất tiền để bắt đầu, bạn không có phải đầu tư trả phí với nó. Cái việc của bạn đó là bạn hãy thử sức với nó đi. Biết đâu đó các bạn sẽ tạo được một cái kết quả lớn, giống như những cái dự án trước đây mà Sơn đã chia sẻ về Frey, Cosbit, về tất cả những hình thức kiếm tiền online khác mà các bạn có thể tìm thấy được, và Sơn đã rút được tiền nó về thành công về tài khoản ngân hàng của mình và tiêu dùng được nha các bạn. Và cái thanh khoản của nó rất là cao, bạn hoàn toàn có thể rút được tiền về. Đó, thì video chắc là Sơn sẽ dừng tại ở đây. Nếu như các bạn đã yêu thích cái video của Sơn và thấy nó thực sự giá trị thì các bạn hãy like video này giúp Sơn. Và nếu như bạn đã đăng ký tài khoản xong thành công thông qua cái đường link mà Sơn đã giới thiệu cho các bạn rồi đó, thì các bạn hãy comment phía bên dưới là đã đăng ký thành công, để Sơn biết rằng bạn đã đăng ký thành công thông qua đường link của Sơn, và sau này thì Sơn sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn. Ok, rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.